Dạ, xin mến chào cô chú đến với kênh Hà Bonsai Mini TNCT. Thì hôm nay con vừa về một cái lô sam núi trái và sam hương Mai Chiến Thủy. Thì có mấy chú đặt trước thì con đóng hàng con gửi cho mấy chú đặt trước này ha. Sẵn rồi con lên clip này để giới thiệu cùng cô chú mình xem tham khảo. Thì sam núi trái đợt này về á, cây cũng khá là ok và đẹp cô chú anh chị. Thì cây cũng được quấn quái. Thì cái dạng này là cho cô chú mình làm bonsai mini ghép tiểu cảnh á, cho nên nó rất là nhỏ nhưng mà làm cũng rất là cực chứ không phải là dễ đó. Thì cái dạng mà quấn quái như thế này thì hiện tại vườn con đang bán là 45.000 cây đó, loại sam núi trái mini ghép tiểu cảnh 45.000 cây ha. Cô chú mình thấy ưng thì cứ liên hệ vườn con, về cô chú mình uống dán đổ dán ba gì cũng được hết đó, 45.000 một cây sam núi trái nha. Còn cái dạng phôi to đằng đó là giá chỉ có 100.000 thôi cô chú chị, bự có chân cái người lớn luôn á, thì tùy theo cô chú mình lựa chọn thôi ha.